đạt hơn 17.500 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương vừa công bố kết quả kinh doanh trong 9 tháng đầu năm này, Vietcombank cho biết, đến cuối tháng 9 năm 2019, tổng huy động vốn của ngân hàng đạt 998.247 tỷ đồng, hoàn thành 101% kế hoạch quý 3 năm 2019, dư nợ tín dụng đạt 709.128 tỷ đồng, tăng 11,6% so với năm 2018, hoàn thành kế hoạch 9 tháng, về chất lượng tài sản ngân hàng đã thu hồi nợ ngoại bảng đạt 2.862 tỷ đồng, hoàn thành 82%. Kế hoạch hội đồng quản trị giao năm 2019, đáng chú ý, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng mẹ đạt 17.250 tỷ đồng, tăng 51,9%, so với cùng kỳ năm 2018, đạt 85,4%. Kế hoạch năm 2019, lợi nhuận hợp nhất đạt 17.592 tỷ đồng, tăng 50,6% so với cùng kỳ đạt 85,8% kế hoạch năm 2019. Năm nay, Vietcombank đặt mục tiêu tổng tài sản sẽ tăng thêm 12%, đạt hơn 1,2 triệu tỷ đồng, dư nợ tín dụng tăng 15%, đạt hơn 735.000 tỷ, huy động vốn tăng 11 đến 13% và lợi nhuận trước thuế là 19.500 tỷ đồng cho ngân hàng riêng lẻ và 20.000 tỷ của ngân hàng hợp nhất.